Hello cả nhà, em xin giới thiệu cả nhà một con đồng hồ Casio Waysetter nè. Nó có đèn tự động luôn nha, pin năng lượng nha cả nhà. Size ngang 39, có báo thức lịch vạn niên luôn. Đó, mình lắc nhẹ là sáng nha. Đó, đèn cảm biến ánh sáng vừa trên vừa dưới luôn nha cả nhà. Đây, ngoại hình của em nó đây, full titanium nha. Con này sản xuất tại Nhật luôn nha cả nhà. Pin năng lượng nha, rất là trâu bò luôn. Đó, hàng của Nhật luôn, có báo thức nè. Mặt hai lồng nha, alarm on off. Còn bên đây là kim chỉ AM hoặc PM sáng chiều. Còn đây là work ready, có thể nhận sóng để tự cập nhật giờ luôn nha. Dạ, quang sáng nè, có đèn led trên, led dưới cảm biến nha. Mình vô tối mình lắc tay làm sáng đèn nha, full titanium nha cả nhà. Titanium thì chất liệu nhẹ bền, mặt màu mỡ gà nha. Em sẽ chỉnh lịch full vạn niên cho cả nhà luôn. Về cả nhà không biết chỉnh cái gì cứ gọi video call em chỉ nha. Đó, thì em có để số điện thoại ở trên đây nè. Đó, cả nhà cứ nhắn tin Zalo. Em bán 780 bao ship nha. Rồi, em mời cả nhà nha.